Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Xuân Mận Germany. Germany. Hôm nay nó Germany nữa. Yeah. Tại vì mình đang luyện các bạn cái lưỡi của mình đó, nó đơ đơ, nói nó sai với các bạn, mình đang luyện các bạn thông cảm nha. Hai vợ chồng mình lại tiếp tục ăn tiếp. Và mình xin mời quý vị cũng như các bạn cùng hai vợ chồng mình ăn món ở quê mình gọi là bánh tráng cuốn, nhưng mà ở các vùng miền khác á thì họ gọi là gọi cuốn hả? Đúng rồi, gọi cuốn. Thì hai vợ chồng mình ăn là có tôm, cuốn tôm, thịt, mực. Đây nè các bạn, đơn giản thôi các bạn ha. Các bạn thấy không? Ok, mời nha, mời đại gia đình. Cuốn giờ là quá ngon rồi. Cuốn gì bún các bạn? Bún rau, rau sống. Nói chuyện rau sống, bữa nay mình mua được rau thơm với lại rau gì ăn? Rau răm các bạn. Rau răm ăn hộp vịt lộn á các bạn. Để đời luôn. Mình sống ở thành phố nhỏ cho nên cái đồ Việt Nam mình nó hiếm lắm, mà rau cỏ Việt Nam hiếm lắm. Nhưng mà cái thành phố lớn mà hồi trước mình có quay cái clip mà mình đi mua đồ ăn đó, với lại quay cái clip mà chia sẻ ở cái tiệm Asian bán á các bạn, đó là ở thành phố lớn nha các bạn. Mình chạy tới mấy chục cây số, 7-80 cây số mới tới. Mà lâu lâu mình mới lên trên đó các bạn. Tại vì làm một con mực mà mực mà trứng không à. Anh ăn đi, đợi em. Tại vì các bạn biết sao, xa quá đó, mà mình chạy lên mình mua có bó rau không à. Mình không có thời gian. Mà mình có đi mua cái gì nhiều mình mới đi một lần các bạn. Thôi ăn con mực đi. Đó, còn là trứng á. Wow. Trứng không, con nào nó tròn tròn, cứng cứng là trứng hết. Lâu lắm rồi mới ăn lại cái món bánh cuốn này. Này cả rau răm. Rau răm ăn mới đã. Rau răm mà ăn vịt lộn là y bài thôi các bạn. Dùng tay đi nha. Tay mình bắp mình cuốn cho nó dở. Ăn gỏi cuốn là phải dùng tay thôi các bạn ha. Bỏ một xíu rau thơm, salad, rau răm, dưa, giá tươi. Giá nữa chứ. Trời ơi, bữa nay sao mà nhiều món dữ dằn. Nhiều rau ngon không à. Mình là giá tươi lắm các bạn. Quá đã. Ok, coi này mình cuốn nè các bạn, tuy không đẹp nhưng mà rất là hấp dẫn, đầy đủ luôn. Mời nha, mời quý vị và các bạn. Có hai loại nước chấm. Có hai loại nước chấm. Rồi. Một yeah. Loại mắm chua ngọt, cay chua ngọt. Còn một loại mắm cái cơm á các bạn. Mắm nêm á. Món này là món ngon nhất. Món này là món dễ ăn nhất. Ăn hoài cũng mớn hả anh? Ăn không thể ngán. Thôi mời các bạn nha. Mình thử con mực nó làm sao. Wow. Chấm vô. Mắm nó thơm gờ. Nói mà nuốt nước miếng luôn á các bạn. Ngon là giờ đọc không? Ngon quá anh ơi. Mực trứng kìa. Mua trứng mà cái hộp mực mà có trứng các bạn. Nói hai vợ chồng mình các bạn biết không? Giống nhau lắm, đồ ăn cũng thích ăn giống nhau, không có gì khác hết các bạn, không hiểu sao ông trời ông cũng sắp đặt ra sao các bạn. Có nhiều cặp vợ chồng á, chồng thích cái này thì vợ lại không thích cái kia. Sự thích ăn giống nhau thì dễ ăn dễ nấu thôi. Nhưng mà hai vợ chồng mình á không hiểu sao thích món gì hay mình thích chồng mình cũng thích, mà chồng mình món gì chồng mình thích mình cũng thích các bạn, cho nên là dở nấu mà cũng dở ăn lắm.
chua, rất là lạc đó các bạn, ngọt lắm. Thơm lắm các bạn, rau răm. Có rau răm là ăn với hộp vịt lộn là quá rẻ luôn. Rau răm ăn hộp vịt lộn. Có tôm nè. Đợt này anh mua tôm to quá vậy. Ồ quên bỏ, lấy giấy bỏ không được, anh quên lấy cái dĩa. Anh cuốn tôm chưa? Chưa. Có cần lột cho anh con không? Không. Tự ăn tự lột nó ngon hơn không? Tự lọt ngon hơn, nhưng mà em lại thích có người làm cho em ăn ngon hơn, phải không quý vị? Có người nấu cho ăn á, mình thấy nó ngon hơn. Mời các bạn cùng tôm. Tôm đây, tôm mình cuốn bánh hơi lớn nè, tôm nhỏ nhỏ ngon hơn. Tôm đây tôm nướng ngon hơn anh, nó to lắm. Rẻ luôn. Biết thiếu gì nữa không? Thiếu gì? Thiếu bánh tráng nem không? Bánh tráng nem. Bánh tráng nem mà giòn 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 bỏ vô. Bộ bánh tráng nem là bánh tráng gì vậy anh? Bánh tráng người ta cuốn lại, người ta chiên dầu qua. À số. À cái bánh tráng mà ở không biết qua các bạn sao chứ ở quê mình á thì cái bánh tráng người ta cuốn cuốn lại lộn lộn á các bạn, xong người ta chiên nó giòn lên. Nó giòn lên xong khi mình đi ra quán mình ăn á, mình ăn bánh cuốn đó thì người ta có bỏ cái đó vô. Thơm ngon. Ăn nó giòn thơm rất là ngon. Đúng rồi, anh nói giờ em mới nhớ. Lâu quá lâu không về Việt Nam cho nên cũng không có ăn được cái món đó. Mai mốt về Việt Nam đi ăn nha anh. Đi ăn bánh cuốn. Việt Nam chủ yếu đi ăn lại những món xưa. Em thích ăn món lạc giặt ở ngoài đường buổi sáng anh ơi. Vừa rẻ vừa ngon. Nói các bạn ha, mình rất là thích ăn quán buổi hè. Vừa ngon mà vừa hợp túi tiền nữa. Mình ngồi chỗ nào cũng được hết trơn, buổi hè hay bờ kè chỗ nào cũng được. Miễn là có được ăn là mình thích à. Ngon thì mình ăn nhiều, mà dở thì mình ăn ít. Vậy thôi các bạn. Sốt tươi hả? Sốt tươi ngon. Mặn trúng đầu thơm ngon quá. Răm á. Bây giờ mình mời quý vị các bạn ăn trứng hột lộn nha, mình mua hiếm lắm, mua chỉ được có hai quả trứng vịt lộn rồi các bạn ơi. Lấy gì? Lấy gì mà cứ lạng miết vậy? Lấy gì cứ lạng miết ta? Thấy em cầm trứng vịt lộn mà. Hấp dẫn quá hả? Thèm hả? Lâu quá không được ăn. Giờ đó của anh phần anh trứng đó. Đây ăn các bạn ơi, trứng vịt lộn. Đây, trứng vịt lộn mà không có con. Anh đợi em nói không anh. Trứng vịt lộn chứ không có con, không có đồ gì hết vậy. Anh nói rồi lên cho vui chứ. Ông xã mình khiêm tốn với các bạn. Ít nói qua mình dành mình nói hết rồi sao á. Trứng vịt lộn đây là bone up. Bone up cho nên là nó không có con. Nó giỡn các bạn. Nói thật với các bạn, đây là trứng gà nha các bạn đây nè. Nhưng mà thấy có rau răm nè, mới bày chuyện ra thôi. Dạ, thấy ông xã mình mua rau răm. Cái mình nói trời rau răm mà không có vịt lộn ăn nhớ, tiếc quá. Nhớ Việt Nam. Cái mình nhớ thiệt các bạn, mình nhớ trứng vịt lộn á. Mà thật sự nói các bạn nha, mình lộ bí mật ra cho các bạn biết là mình rất là thích ăn trứng vịt lộn, nhưng mình không biết ăn con các bạn, mình chỉ ăn cái cục trắng với cái cục đỏ thôi, với hút nước thôi.
Còn cái con là mình không có thích ăn, nhưng mà mình ngửi, mình thèm, mình thích cái mùi vị của trứng hột lộn đó các bạn. Cho nên hôm nay ông xã mình, ông mua rau răm nè, giờ tự nhiên mình thèm cái, mình nói anh luộc giùm em hai cái trứng nha, đỡ chi, đỡ em ăn chung với rau răm. Coi như mình cứ tưởng tượng ăn trứng gà mà thành trứng vịt lộn đó các bạn. Thật sự mình nói các bạn đừng cười chứ, ở chỗ mình sống á, tìm trứng vịt lộn không ra, không có luôn á các bạn. Mà chắc ở thành phố lớn có không anh không? Có thể chỗ thành phố lớn đông người Việt đó, chẳng hạn như Hamburg, Berlin, München, hay là ở Köln rồi gì đó. Anh nó ở chỗ gì mà người Việt đông là chỗ gì mà mẹ em chưa đi tới ta, chỗ gì? Đồng Xuân. À, chợ Đồng Xuân toàn Việt Nam không, chắc cũng có đó. Ừ, thì đồ mà có dịp mà con mình đồ thông thả đó, nó cũng không khó khăn á, thì mình đi các bạn. Nếu như hè này nè nha, mình không dám nói trước, nếu như hè này mà dịch cấm đồ nó qua hết á, thì con mình đồ nó ok hết á, là mình sẽ xuống dưới chỗ đó, như Berlin á, mình sẽ quay phong cảnh Berlin cũng như là chỗ chợ Đồng Xuân đó, mình sẽ ăn những cái món ăn Việt Nam để mình chia sẻ với vị và các bạn, cũng như là trước chia sẻ xong mình ăn cho nó đỡ thèm các bạn. Mà nó tóm lại câu phòng ngừa hơn chữa bệnh các bạn, tại vì con mình còn nhỏ đó, mình cũng rất là lo. Đã không? Ngon. Đã nhưng mà hơi buồn chút xíu các bạn, vì hai đứa con mình đó, mình cứ lâu lâu mới cho quay vô chứ không dám cho thường xuyên. Rồi dụ hai đứa con mình cho xem phim ở trong phòng ngủ á, dụ hai đứa chứ không dám cho nhiều ra. Nhưng mà nói thiệt với quý vị các bạn, không có con thì thôi, cho có con cùng ăn chung á, có dở cũng thành ngon các bạn. Mà bây giờ có ngon á, thì mình nói ngon thì ngon vậy, chứ thật sự cũng buồn á, cũng muốn ăn cùng con cho nó vui, nhưng mà phải chịu thôi. Hai đứa con gái mà thích quay cực kỳ luôn, mỗi lần mà thấy nó ăn đồ mama mama, nhất là con gái út của mình mama mama, quay phim mà mặc đồ đẹp cho con quay phim. Thịt bụng anh ăn đi, em ăn mực rồi thơm. Thịt bụng thịt bao giờ đắt này nhiều ký à? 10 đồng, 9 đồng, 99 đồng. Bình thường có 6 đồng hả? 6 đồng, 5 đồng, 99. Bình thường thịt bụng bây giờ ở bên này các bạn mắc tới gần 10 đồng, 9 đồng, 10 đồng một ký thịt bụng, thịt heo á. Bây giờ là thịt ba rọi, thịt bụng đó anh. Trời ơi, thịt bụng chịu ba rọi chán thiệt chứ. Ba rọi hả? Pau, pau, pau. Thì 10 đồng bây giờ, hiện tại bây giờ 90 đồng một ký, mà hồi trước á chưa có gì á các bạn, vẫn còn bình yên vô sự á các bạn, thì bán chỉ có một ký có 4 đồng mấy, 5 đồng rồi, 26 đồng rồi. Maximum là nhiêu? 5 đồng 99 6 đồng. 5 đồng 99 6 đồng các bạn, mà bây giờ lên gần 10 đồng rồi đó, 10 đồng. Nhưng mà ở bên này á, các cái siêu thị Đức vẫn bình thường các bạn, đi chợ bình thường, không có mua mà dự trữ giống như ở mình coi ở bên Mỹ á, người ta chia sẻ trời ơi, ở trong siêu thị của Mỹ á, người ta vô cho tới chưa mở cửa các bạn, mà ta chờ đông, mình khi mở cửa vô rầm lấy đồ, có người quay các bạn, quay cho mình xem á, ở trong clip thấy hàng hóa sạch xanh xanh luôn các bạn, nào là giấy, nào là giấy toilet, xịt bông hay gạo, búa, bất cứ gì cũng sạch luôn các bạn ơi. Ở Mỹ dữ dội quá. Nhưng mà bên Đức mình á, chợ rồi cũng bình thường. Muốn ăn cái gì đi mua thôi. Yeah.
gia đình mình á, các bạn biết không, là người Việt Nam cho nên á, ăn toàn là món ăn Việt Nam là chính. Hai đứa con gái mình ăn cũng từ nhỏ, mình dạy cho hai bé ăn ăn đồ Việt Nam để cho quen á. Còn đồ Tây á thì hai bé muốn ăn lúc nào cũng được, tại vì hai bé sống ở đây mà muốn ăn lúc nào cũng có, nhưng mà đồ Việt Nam mình rất là hiếm, rất là quý, cho nên mình sợ hai đứa nó không biết ngỏ ăn đồ Việt Nam á, cho nên mình dạy từ nhỏ, mình cho ăn từ nhỏ. Bây giờ hai bé cái gì cũng biết ăn hết đó. Mắm cái mà ăn được. Mắm ruốc, mắm đây chưa biết ăn. Mắm ruốc á các bạn. Mắm cái cổ đau đau không? Mắm ruốc á các bạn biết không? Nó bé nhỏ nhà, bé lớn nhà mình biết ăn luôn. Nhưng mà những đứa mà Việt Nam mà sinh ra ở bên nước này nè, có những đứa đâu biết ăn hả mày? Cha mẹ không có thời gian đi làm không có sai. Tại vì cha mẹ đi làm không có thời gian, với lại chắc ăn nhiều lúc ăn được tay nhiều, không có ăn được việc nhiều, cho nên con cái nó cũng ăn theo á. Nói chung tùy theo mỗi gia đình thôi, tùy theo công việc mỗi nhà mỗi gia đình như thế nào. Lâu ăn bữa đậu rằm, lâu lắm rồi có ăn đậu rằm. Hơn cả tháng rồi hả? Nửa 2 tháng không? Nửa 2-3 tháng. Khoảng 2-3 tháng gì mình chưa được ăn đậu rằm á các bạn. Tại vì mình cũng có đi mua, đi ra chỗ Á Đông gần nhà mình á, mình mua nhưng mà nhiều lúc không có. Rồi nhiều lúc không có thì mình lại không có đi, mình bận biểu công việc cho nên mình cũng không có chạy thường xuyên ra. Thế cái lúc mà mình có thời gian mình chạy ra mua thì nhiều lúc có, nhiều lúc không đó. Còn những lúc mà mình không ra thì lại có, mà mình đâu có ra đâu mua, không các bạn. Cho nên hên xui, bữa nào có thì ăn, bữa nào không có thì nhịn. Nói chung ở những thành phố lớn lúc nào cũng có ra rau, cỏ Việt Nam ăn đều. Có không? Ông xã mình nói với chị các bạn nghe rõ không ta? Ông xã mình nói hơi tiếng hơi nhỏ, không có to giọng dạc như mình. mình nói giống như cái loa rồi các bạn. Ý ông xã mình nói ở những thành phố lớn á thì lúc nào cũng có rau Việt Nam mình ăn đầy đủ. Tại vì hàng nhập á lúc nào cũng có, tại vì thành phố lớn là người đông á, cho nên là những cái chỗ bán mà Asian á lúc nào cũng nhập hàng về. Còn mình ở thành phố nhỏ cho nên là nó Việt Nam ít á, cho nên hàng nó cũng nhập giờ ít mà cũng có số lượng có hạn đó các bạn. Con dưới trứng không, con nào còn đỏ không ạ? Con này cũng được, con này không có trứng nè, thấy cái ruột nó trống trơn à, chắc con này có trứng nè. Con này thấy đặc đặc ăn mà lựa, mình thích ăn trứng, ăn trứng cho bổ trứng. Còn trứng đông mà bổ à? Nói cứ nói những giỡn không. Còn trứng thì lộn nè, cho em ăn này, ăn một trứng đủ rồi. Nếu mà quả nhiên mà thiệt trứng lộn á thì anh đâu có cần biểu em nữa chứ, em cũng ăn rồi. Anh ăn cái con, em ăn cái nước. Cái nước với chồng trắng, chồng đen, chồng trắng, chồng đỏ chứ. Wow. No, no. Từ từ thưởng thức chứ, ngon quá. Tôm sao thấy cái vỏ nó đỏ dữ à? Cái loại tôm gì mà đỏ dữ à? Tôm con lớn rồi nó vỏ tôm luộc lắm nó vỏ. Tôm luộc mất nó vỏ. Coi các bạn con tôm nè. Nó đỏ chét luôn. Sao nó đỏ dữ ta? Có phải là tôm không?
Không có mở ai kìa. Bỏ đây, bỏ đây, bỏ đây nè. Mau quá chừng luôn. Ăn bánh tráng này nó nở, nhanh nở lắm nha các bạn. Nở ra no lâu lắm. Tôm giòn ngọt. Vô một cái vậy. Chờ một chút. Ok, vô. Ok các bạn, hai vợ chồng mình xin phép dừng clip tại đây. Cũng như thường lệ của những clip khác thì xin hẹn lại quý vị cũng như các bạn ở những clip sau. Bye bye. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn.